Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Video buổi tối ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên nhà mình sản phẩm áo da tiếp nhé. Thì hôm nay thì em cũng lên nhà mình rất nhiều các cái mẫu áo da nhé. Có áo da kiểu dáng pilot này, dáng bomber này, dáng vest này, dáng cổ trụ, cổ bẻ cũng đầy đủ hết nhé. Có da da bò này, da cừu này, da dê này. Đấy, chủ yếu là cái da cơ bản như vậy thôi anh em nhé. Thì hôm nay cũng bắt đầu từ mã D41 và cũng báo giá theo từng sản phẩm. Giá em báo thì đã bao gồm phí ship nhé. Anh em nhận hàng thì vẫn có thể là mở hàng ra kiểm tra, mặc thử thoải mái nhé. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Rồi, em lên mã cho anh em luôn nhé. Rồi, mã đầu tiên này. Lên nhà mình một con da bò hạt này, con dáng pilot nhé, dáng pilot da bò hạt cho anh em này. Con này nặng trịch luôn, cực kỳ nặng luôn, con này dáng pilot nhé. Đây, tay của nó sẽ là kiểu tay bò cho em này, tay bò. Da của nó sẽ là da màu nâu nhé, da màu nâu, da bò hạt. Con này nặng lắm, da dày cực kỳ luôn, da này anh em mặc 5-10 năm nữa không hỏng được. Đây, đấy, đây đằng trước này, đằng sau nhé, đằng sau này, đây đằng sau anh em nhìn đấy, đây cho anh em phần da của nó này. Đấy, nó sẽ có mở vai nhé, có mở vai này, có đai này, có cầu vai này, có mở vai, đấy, có mở vai, đây, mặc con này lên cực kỳ khỏe luôn. Con này là nó có lông nhá, có lót lông cổ này, và có một cái áo di lê bên trong luôn ạ, áo di lê bên trong luôn, trong nó sẽ có một túi này, ngồi nặng lắm anh em ạ, cái cổ này là tháo ra được nhá, em tháo luôn cho anh em. Tại vì nó dày lắm. Đây này, em sẽ tháo luôn cho anh em này. Đấy, đây. Đây, cái phần cổ này anh em mình tháo rơi được này. Đấy, da thì cực kỳ là dày rồi. Cái áo di lê bên trong nhá, áo di lê bên trong lông này cũng tháo rơi được cho em nhá. Đấy, bên trong của nó sẽ là phần lót gió. Bên trong của nó sẽ là phần lót gió cho em nhá. Và phần lót của nó cũng rất là ngon. Đây, không có lủng tách gì cả. Đấy, con này là size số 4 nhé, tương đương với anh em tầm mặc size L hoặc size XL cho em. Đây, con này là của Pulisson, hàng của Paris, hàng của Pháp nhé, da của Pháp luôn anh em này. Đấy, đây này, một con dáng pilot cho em nhé, tay bò này. Đấy, con này thì em mặc nó sẽ hơi bị rộng, nó không được đẹp lắm, anh em nào phải mặc nó phải vừa cái dáng này, kiểu dáng mặc nó phải vừa đây, rất chiến luôn anh em ạ, cực kỳ chiến luôn. Đây, khóa này, khóa của nó thì nó cũng, con này thì khóa nhỏ, con này là khóa đồng. Đây, đây, ở dưới là sẽ hai nước cúc này, trên này cũng có cúc này. Đấy, đây cho anh em nhé. Đây, nó sẽ là dáng pilot. Túi đây là túi kép cho em nhé. Túi này túi kép cho em này. Đấy, túi kép cho em. Đây, dáng cực kỳ ngầu luôn anh em nhé. Đây, đây. Đợt đầu mùa thì đợt hè mở thì nó thỉnh thoảng còn có, chứ bây giờ mở cái dáng pilot này cực kỳ là hiếm luôn anh em. Đây, da rất ngon lành hết nhé. Đây, phần da anh em mặc 5 năm 10 năm nữa nó vẫn này thôi, nhưng cái da bò hạt nó dày như thế này. Đây, con này hàng của Pháp nhé, da cũng kiểu da hàng châu Âu thì da này anh em hoàn toàn yên tâm. Đây, mặc này cực kỳ ngầu luôn nhá, bóc tháo được cái lông ra, tháo được cái lông ra. Đây, da đây anh em xem này, là nâu nhá. À, con này là mã D nhé, con này bắt đầu từ mã D, D41 cho em nhé, D41, vai 55, bụng 62, dài áo là 72, dài tay là 70 nhé. Con này thì cho bác là tầm size XL cho em nhé, mặc XL cho em ạ, XL cho em mặc nó sẽ vừa vặn. Con này có giá là 1,5 triệu ạ, mã D41 nhé, 1,5 triệu cho em nhé, 1,5 triệu cho em, 1,5 triệu cho em. Rồi, mã tiếp theo này, đây nhà mình một con... con này da mềm dẻo, con này thì nó lại
không kiểu như là lì lợm như con kia. Con này là một con cổ bẻ, da cừu mềm nhé. Con này da cừu mềm rất dẻo. Con này thì nó của nó, cái màu của nó sẽ là màu hạt rẻ nhé anh em, ra nắng chiều qua nó sẽ ra cái màu hạt rẻ. Con bình thường nhìn màu tối thì nó sẽ ra cái màu đen. Đấy. Màu đúng của nó là cái màu hạt rẻ. Đây, nhìn ở cái cánh đen này nó hơi khó nhìn. Thực tế con này nó sẽ là màu hạt rẻ anh em nhé. Size này size 100, tương đương tầm size L. Anh em nhìn cái lót bên trong này, nó mới đẹp đẹp luôn này. Đây này, trên này nó là lớp polyester nhé. Trong lại có bông mỏng. Dưới này này, cũng có lớp gió, cũng có bông mỏng cho em nhé. Đây này, dưới cái lót của nó cũng có thương hiệu này, nó có dập hiệu đây này. Đấy, của lót luôn, Freon luôn. Con này là tem Hàn, hàng của Hàn Quốc. Tem thì cũng còn mới đẹp đẹp này. Đây, con này nó như áo mới này. Màu nó cũng là màu độc luôn. Màu hạt rẻ. Đây, con này em mặc thoải mái, mặc như áo gió luôn. Đây. Đấy, cho bác là size L nhá, chuẩn size L cho em, chuẩn size L. 1m68, 1m72, 75, 68, 75 cho em. Trong thì nó sẽ là có một túi này cho em nhé. Trong nó sẽ có một túi này, cúc dập hiệu nhé. Cúc này dập hiệu luôn. Túi hai bên là túi thường đây. Nó kiểu đơn giản nhé. Kiểu đơn giản, màu lạ mắt, độc, rất đẹp. Con này là mã D42 nhé. D42. Vai 50, bụng 54, dài 74, dài tay 59 nhé. Con này XL, L hoặc XL cho em này. Con này 1,2 triệu nhé, D42, 1,2 triệu. Da nó mềm lắm anh em ạ, mặc con này quá sướng luôn. Mà nó mới ra đấy, còn da đấy, mà mới tinh. Rồi tiếp theo này, lên nhà mình một con da bò nhé. Con này thì là màu nâu, màu nâu cà phê, rất đẹp luôn. Đây, cho anh em xem cái màu thật của nó này. Con này da mềm cực kỳ luôn. Đây, quá có IKK. Bên trong nó lót vải nhé. Trong là lót vải cho em này. Đấy. Trong lót vải. Con này là hàng của Pháp. Con này là hàng của Pháp. Friend Pháp. Đây. Hiệu Laudote. Hàng của Pháp. Trong ở dưới lại có chữ của Nga. Đấy. Trung hàng châu Âu. Hàng châu Âu. Da màu nâu. Mềm lắm anh em ạ, da con này cũng mềm cực kỳ luôn. Đây. Dáng cổ bẻ cho em nhé. Con này dáng cổ bẻ. Tay của nó sẽ là tay có cúc bấm nhé. Tay có cúc bấm như này cho em này. Đây. Đấy, cúc này cho em nhé. Màu nâu nhé, màu nâu ở dưới có bo, dưới có bo. Và đằng trước của nó sẽ có ba túi dáng cổ bẻ. Nó sẽ rất là ôm nhé, rất là ôm ở phía bên dưới. Đấy. Cái này cho anh em tầm size M nhé. Size M cho em này. Size M túi này. Túi này. Đấy, áo màu nâu. Em là 1m65, 53 cân nhé. Là con này thì em mặc cũng tương đối là vừa vặn. Mặc rất thoải mái luôn nhé. Đấy. Nhưng mà về phần áo da thì anh em tầm con này mặc size L cũng được nhé. Size L hoặc size M mặc cho em. Đây, này một tem này. Một túi bên trong này. Có cúc bấm này. Hai túi bên trong nhé. Trong là lót vải. Đấy. Màu nâu này. Da rất đẹp hết anh em nhé. Mềm lắm, con này mặc như áo gió luôn. Mặc áo da mà nó cứ như áo gió anh em ạ. Mặc thế mới thích. Mã D43 nhé. Vai 43, bụng 45, dài 68. Dài tay 64 nhé. Con này mà hợp lý nhất anh em, 1m68. 1m72 mặc con này. Con này mã D43 nhé. Vai 43, bụng 45, dài 68, dài tay 64 nhé. Con này 1,2 triệu cho em nhé. 1,2 triệu, da mềm lắm. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con này da cừu mềm này, Nautica. Đây, khóa dập Nautica này. Hiệu này em quen hết nhỉ, em gặp mấy lần này. Đây, áo của nó làm đẹp lắm. Đây, khóa đồng dập hiệu luôn nhé, bé tí này. Cổ bẻ cho em nhé. Đây, bên trong là nó cũng là lót. Cái này là lót vải rồi, lót vải, da nó cũng mềm lắm. Size trên áo là size L nhé. Size trên áo là size L cho em ạ. Đây. Mềm lắm anh em ạ, da mềm lắm. Tay của nó sẽ là có hai cúc như này cho em nhé. Hai cúc như này. Đây. Đây anh em nhìn cái phần da của nó này. Da rất có mở vai luôn nhé. Này, có mở vai này. Đây. Con này cho bác nào size L rồi, L hoặc là XL mặc cho em. L hoặc XL cho em. Nó mềm lắm, da
mềm nhẹ nhàng. Đây, một túi này là có khóa kéo này, túi khóa kéo bên trong nhé. Con này là Made in China. Con này hàng xuất Hàn rồi. Tem đây, size L nhé, size L. Vải màu đen nhé, vải mềm á, da mềm, mềm dẻo. Có mở vai mới tinh em ạ, mới tinh tình luôn. Tem mát của cái chất da chứ có mới tinh. Đây đằng sau này có dập hiệu này, Nautica cho em nhé, Nautica này. Đây. Ở mã D44 nhé, vai 50 bụng 57, dài áo là 73, dài tay 63 nhé. Con này cũng 1 triệu 2 ạ. Con này cũng 1 triệu 2 cho em nhé, mã D44 ạ. D44. À, tiếp theo này, D45, đây nhà mình một con cũng da kiều mềm nhé, da kiều mềm này. À, bomber nhé, con này bomber, cổ lông, cái cổ cái lông này tháo rời ra được này. Cổ lông nó sở thích lắm em ạ. Đây này. Đây nhá. Tháo rời được cái này cho em này. Tháo rời được ra nhá. Size M nhá, made in Korea, bên trong là trần chám này. Con này là của Luketen Bay. Đấy, con này. Con này hàng của Hàn. Có trần chám nhá, có trần chám bên trong. Đây, cái cổ lông này anh em thích anh em tháo rời ra cho em. Bomber. Khóa là khóa đồng cũng dập hiệu luôn anh em. Đây. Tay của nó là sẽ có hai cái lớp cúc này cho em này. Cúc làm đẹp lắm. Da này đẹp lắm nhỉ. Da rất đẹp. Đây. Chuẩn size M cho em nhé. Anh em mặc chuẩn size M cho em này. Đây, u này đẹp quá. Chuẩn size M cho em nhé. Con này không có mở vai, không có. Đây, con này nó sẽ trơn, nó sẽ không có mở vai và không có cầu vai. Đây, cổ lông. Quá đẹp luôn. Bên trong nó sẽ có một túi nhá. Trong có một túi này, Made in Korea. Tem của nó tem Nhật thôi nhưng mà đây, nó cũng là hàng xuất Hàn. Đây. Bomber nhá, bomber cho em. Da rất thoải mái mềm lắm, mặc cực kỳ thoải mái luôn anh em ạ. À, con này là mã D45 nhá. Bụng 52 dài 66. Bụng 52 dài 66 cho em, D45. Size M đó, nói chung anh em mặc cứ đúng size M thôi, hoặc size L nhá. M hoặc L đều được. D45. Này 800 ạ. 800 nhá. Tiếp theo này, đây nhà mình một con da bò nhá. Con này thì nó lại là màu nâu. Cũng là cổ lông nhá và nó cũng tháo được cái cổ lông ra này. À mụn, à đúng rồi. Đây này anh em này. Đấy, đây này. Mềm lắm, con này da bò mềm lắm anh em ạ. Mềm cực kỳ luôn, Pusin, hiệu của Hàn Quốc. Bên trong cũng là lót gió và cũng có. Con này nhưng không có bông mỏng đâu. Size trên áo nó size XL. Áo da màu nâu nhé. Da màu nâu này. Màu nâu cho em. Tay thì nó cũng kiểu hai nước cúc này. Đấy, màu nâu. Nhưng mà con này ô này nó chỉ to hơn con đây kia một size thôi. Con này cho anh em size L, L hoặc XL được nhé. Nó không to lắm đâu. Quá. Đây. Cổ là cổ lông tháo rời được cho em nhé. Áo màu nâu, màu nâu nhé. Túi hai bên nó là túi thường. Đây. Nó cũng là dáng trơn nhé. Da mềm lắm nhé. Da mềm cực kỳ luôn. Mềm lắm. Da đẹp em nhé. Màu nâu. Nâu cà phê. Quá mượt. Bên trong một túi nhé. Một túi này. Đây, con này là tem Hàn nhé. Tem Hàn. Made in Korea. Con này cũng da mềm, nhẹ nhàng mà. Da nó vừa vặn, nó không mỏng đâu nhưng mà nó mềm á. Mã D46 nhá. Vai 51 bụng 56 dài 67. D46 vai 51 bụng 56 dài 67 nhá. Con này size L, L hoặc XL cho em. D46. Con này 800 luôn ạ. 800 thôi ạ. Dáng bomber 800. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con này một con cổ bẻ nhá. Màu màu nâu rất đẹp này. Đấy. Con này hàng của Anh nhé, con này hàng của Anh, khóa nó khóa đồng này, rất to luôn nhé anh em nhé, rất to luôn này. Đây nó có hai túi trên này, hai túi dưới nhé. Đây, hai túi trên này có nắp rồi. Con này size 54 tương đương với tầm size XL cho em nhé, XL cho em. Mark Dogat. Đây, bên trong là lót gió nhé, bên trong là lót gió cho em.
Đây, con này nó tay nó sẽ rất là dài đấy. Này là hàng châu Âu, đúng ra là nó làm dáng người rất là to. Đây, con này là đây, tem đây. Con này hàng của Anh. Một túi này, hai túi này, ba túi cho em nhé. Túi này có quả kéo, túi này có quả kéo nhé. Da con này là da bò, da này da bò cho em đây. Rất chiến luôn. Đấy. Eo nhé, eo chim mẹ bàng này. Đây, tay của nó sẽ là cúc này, quả kéo vừa cúc cho em nhé. Đấy, nó dán cô bẻ đây. Con này thì sẽ cho bác nào phải tầm cao nhé, cao đấy. Con này, tay này, tay nó làm rất là dài. Đây này. Nên là con này em mặc thì nó hơi rộng, không đẹp. Mà bác nào phải vừa vừa thôi. Đây. Tay dài quá, để cho một cái túi này. Đấy. Nó sẽ là cái dáng suông ấy, nó sẽ là cái dáng suông. Và nó có túi ở tay, hai túi ở ngực, hai túi ở dưới này. Đấy. Dáng suông, phong cách trẻ trung. À, con này là mã D47 nhé. D47 cho em, vai 50, bụng 54, dài 69, tay dài 69 nhé. Thế là con này cho bác là tầm 1m75, 1m75, 1m8 cho em. Mã D47 cho em nhé. À, con này 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu. À, mã tiếp theo này, đây nhà mình một con này nhẹ nhàng. Con này nhẹ nhàng, con này da bò, con da bò mềm. Dáng cổ bẻ, size size này size M, size M, bên trong là lót gió nhé, trong lót gió nhẹ nhàng. Áo này mới đẹp đẹp luôn, màu đen, màu đen cho em nhé. Đây, con này cho anh em chuẩn M thôi. Đây, chuẩn size M cho em, túi hai bên túi thường, dáng rất đơn giản nhé. Da bò thì nó sẽ làm cả miếng da này, cả miếng da thẳng đứng từ dưới xuống này. Đó. Con này rất là mềm luôn, cực kỳ mềm, biến ra luôn. Trong nó sẽ có một túi này cho em nhé, trong là một túi này cho em này. Có cái con này thì tem nó lại hơi bị mờ mất rồi, hơi mờ mất rồi. Tay nó sẽ là dáng như này. Đấy. Tay nó sẽ là kiểu khóa kéo như này nhé. Áo rất đơn giản thôi. Đây, da bò hạt cho anh em. Đây, bò hạt đây. Con này cho bác nào size M nhé, size M cho em, size M cho em. 65m70. 65m70, mã D48 nhé. Vai 48, bụng 48, dài 67, dài tay 59 cho em nhé. Dài tay 59, con này cũng 1,2 triệu nhé. Nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng nhé. Da bò cực kỳ là bền rồi. À, tiếp theo này, em lên nhà mình con size L này, Joseph and Faye International. Đấy. Con này nó là màu, anh em nhìn ở trên này không biết là có da màu thật của nó không, nhưng mà con này màu nó là màu xanh rêu nhé. Màu xanh rêu, màu độc luôn anh em nhé. Anh em nhìn thấy có da là cái màu đấy, màu này, màu xanh rêu cho em nhé. Màu xanh rêu, con này da cừu. Mềm lắm anh em ạ, mềm, cừu dày lắm. Chỗ này là chỗ một cái túi này, bên trong là lót gió nhé. Trong lót gió cho em này. Đây, cho bạn nào sưu tầm chưa có màu xanh rêu này. Đấy, áo màu xanh rêu này. Hay chưa anh em, con này da nó dày mà nó mềm nhé, vừa dày vừa mềm. Da cừu, mềm lắm. Đây. Tay là hai nước cúc này cho em nhé. Túi nó hai túi thường như thế này. Đấy. Đây, da mềm lắm. Một túi bên trong này, hai túi ba túi nhá. Chỗ này là có dính này, này có khóa kéo này. Đấy, tem đây. Đây, con này là hàng Made in China nhé, Made in China cho em. Đấy. Con này cũng trong kiện Hàn thôi, nó hàng xuất Hàn thôi. Quá đồng. Đấy. Đây anh em nhé, này cho bác nào size L hoặc là size XL cho em này. L hỏi L da chứ con lành hết, da dày lắm nhưng mà nó mềm, da dày nhưng mà nó mềm lắm. Màu xanh rêu nhá, chuẩn xanh rêu cho em. Ở mã D40, D49 cho em nhé. D49 cho em. D49, vai 53, bụng 60, dài áo là 71. Vai 53, bụng 60, dài 71 cho em nhé. Size XL cho em ạ. XL hoặc size L cho em nhé. D49. Con này 800 ạ. 800. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con màu đen nhé. Con này cũng da cừu mềm này. Size trên áo là size L. Red Adam.
size L nhá, bên trong là cũng lót gió này. Đây, con này ra cũng dày á, là dày mà nó cũng mềm á, là kiều mà nó mềm á. Đây, lót gió bên trong. Đây, da con này màu đen nhé, con này áo màu đen cũng size XL cho em nhé. Trong có một túi này, trong có một túi cho em thôi, tem Hàn này. Đây, tem tiếc nó mới đấy, đẹp như này. Đây, nó sẽ là khóa đồng nhé. Đây, các bạn nào size L đó, con này size L đó, nó không. Đây, bạn nào thích mặc body thì tầm size XL cho em. Nó sẽ là dáng đơn giản nhé, da mềm lắm, da mềm cực kỳ luôn. À, con này là mã D50 nhé, vai 53 bụng 55 dài áo là 65, à vai 53 bụng 55 dài 66. À, con này thì cho anh em nào tầm size L nhé, L hoặc là XL cho em ạ. D50 con này cũng 800 thôi ạ, 800. À, tiếp theo này, lên tiếp tục cho nhà mình con bomber tiếp nhé, nghe về tương đối nhiều bomber đấy. Khóa của nó là khóa đồng này. Bomber, con này là một con da bò nhé. Da bò nhé, con này da tương đối mềm thôi. Size giá nó sẽ XL. Hàng made in Korea nhé, made in Korea. Big Gate này. Này da bò, da bò cho em nhé. Ôi, size như này nó chỉ tầm size L thôi. Con này tầm mắt nào size L hay mặc là vừa. Em tầm size M, em 65 cân, à, mét 65 mà à, 55 cân mà em con này thì cũng gọi là hơi rộng một tí. À, con này bác nào size L nhá, chuẩn size L cho em mặc là vừa này, dưới bo tốt này, dưới hai bên này, cũng dáng bomber cơ bản. Con này màu đen, con này nó là bò, da bò mà con này dạng mềm, dạng mềm. Trong có một túi cho em nhé, trong có một túi đây, tem đây, đây tem này. À, con này là mã D51 nhé. Vai 53 bụng 55 dài 64. Size L nhé, chuẩn size L cho em. Con này cũng 800 ạ. 800. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con bomber tiếp này. Bomber này, con này. Con này hàng của Hàn Quốc này, Jonghung. Đây, quá dập hiệu luôn. Cúc nó cũng dập hiệu đây. Cúc dập rất đẹp luôn nhé. Con này thì bình thường nó sẽ có một cái áo bên trong ấy, áo di lê bên trong thì con này bị mất rồi. Trong là cũng trong là cũng dày lắm, trong nó cũng lót, trong da này dày lắm, da mềm lắm. Đây, con này cũng con da bò cho em nhé, da bò này, da bò hạt nhé, mềm lắm em ạ. Trong có một túi này, trong có một túi này, tem con này tem Hàn luôn nhé, tem Hàn cho em này. Con này bác nào tầm size M, M hoặc L mặc được này, M hoặc L nhé, M hoặc L chứ, da mềm lắm, da bò mềm lắm. Đây, đấy. Trong một túi cho em nhé, trong một túi này, size M hoặc L cho em nhé. Mã D52, vai 54, bụng 54, dài 63 nhé, dài 63, mã D52. Con này cũng 800, con này cũng 800 cho em nhé, 800 cho em này, 800 thôi, con này da bò, bò hạt. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con áo nữ nhá. Vừa rồi nhiều anh em hỏi em áo nữ quá, thì em cũng lên một ít áo nữ cho nhà mình. Áo nữ thì em bán đồng giá tả 300 thôi. Con da nữ màu vàng, bên trong là lót gió nhá. Đây, bên trong lót gió, con này cũng hàng của Hàn Quốc này. Đây, da mềm lắm, lại da kiều nhá. Size 88 à, first one hàng nữ đây. Mã D53 nhé, vai 37, bụng 46, dài 67, dài tay 55 nhé. Món cổ bẻ của nữ nhé, con này 300, bao ship này, D53. D54 là nhà mình một con màu đỏ cam nhé, đỏ cam. Size 170, màu đỏ cam. Đây, một con sơ mi, túi hai bên, túi thường cho em nhé. Trong này, một cúc dự phòng này, tem mới tinh luôn này. Hàng của Hàn Quốc, made in Korea rồi này, tem này, nét căng.
Mà D 54 nhá, vai 41 bụng 46 dài 67 nhá. D 54, vai 41 bụng 46 dài 67 ạ. À, này 300 thôi ạ. 300 màu đỏ cam. À, tiếp theo này, một con áo nữ tiếp nhá. Áo màu da vàng nữ này. Đây. Con này cũng da kiều nhá. Con này mã D 55 này. À, vai 36 bụng 43 dài 62 nhá. Đây, da màu vàng nhá. Đây, da màu vàng, con cổ trụ của nữ nhá. Con này cũng 300. Bao ship ạ, túi hai bên này, túi thường. Tem Hàn này, cũng mới tinh cho em. Đây, tem nó có nét căng nhảy rồi. 300 cho em nhé, 300. Mã D55, D55. À, tiếp theo này, một con biker của nữ nhé, biker của nữ. Biker của nữ nhé, con này da bò này. Là một con da bò nhé, biker size L nhé, size trên áo là size L cho em này. Có cầu vai này. Có cầu vai này, biker của nữ nhé. Đây, da bò anh em nhé. Da bò, da bò. Túi hai bên là cũng khóa kéo cho em nhé. Trong là lót gió này. Made in China, con này made in China, con này xuất Hàn đấy. Con này cho giặt tay này. Ở mã D56 nhé. Vai 43, bụng 41, dài 62, dài tay 61 nhé. D56 á. Con này cũng 300. Tiếp theo này, một con dáng dài nhé, con này kiểu vét ấy. Vét, con này của nữ tiếp này. Con này hiệu phịn sung sung lim. Đây, cúc dập hiệu anh em hai nó cúc này, trông xịn không? Đấy. D 57 nhá, bên trong lót gió này. Vai 45, bụng 47, dài 73, dài tay 52. Đây. Trong lót gió nhá. Có cả cái rút này, hai bên này. Túi hai bên có nắp này. Tem đâu mất rồi. Lắp đoạn nào rồi? Đây, tem trên này size L rồi, L nữ. D 57 nhá, vai 45, bụng 47, dài 73, dài tay 52. Con này cũng 300 cho em nhé, 300. Tiếp theo này, con này của Savia này, cũng woman, sao nữ. Trong lót gió nhá. Đây, con dáng cổ trụ này, rất đơn giản thôi. Dáng cổ trụ đơn giản cho em nhé. Mã D 58, vai 38, bụng 44, dài 60 nhá. 300 cho em nhé, 300. Mã D 58, D 58. Ở D 59 này, lên nhà mình một con biker của nữ. Rồi, con này thì đẳng cấp rồi anh em ạ, khóa nhôm. Toàn bộ là khóa nhôm, con này đẳng cấp khóa, khóa, khóa này. Size trên áo là size 38. Mã D 59 nhé, vai 39, bụng 42, dài 57, dài tay 58 cho em nhé. Dài tay 58 này, đây. Này vừa trong tiện ra này, em chưa làm gì. Made in Thái Lan nhé, con này hàng made in Thái Lan luôn. 300 nốt, biker của nữ. Này, đỉnh luôn anh em nhé. Mã D 59 nhé, vai 39, bụng 42, dài 57, dài tay 58 nhé. Biker nữ này, 300. Mã tiếp theo này, đây cho mình con vest nhé. Vest da cho nam. Vest da cho nam bên trong lót gió nhé. Con này có cái bên trong lót nó hơi bị bẩn một tí thôi anh em nhé. Đây này, hơi bẩn này. Jo, con này hiệu của Ý nhé. Size 110. Đây này, hiệu của Ý đấy anh em nhé. Áo nó sẽ là áo da bò. Đây nó có một cúp thôi nhé, con này có một cúp thôi. Đây này anh em nhìn này, cúp của một cúp nhưng mà đây này, nó dập hiệu ngang bé tí ở đây này. Đấy. Này nó da bò nhé, con này một con da bò, vét da bò, trong nó hơi bẩn một tí thôi. Có hai túi bên trong nhé, cúp bên trong nó dập hiệu luôn này, ngoài xịn lắm. Đây, size trên áo nó size 110. Tem của Hàn cho em nhé, tem của Hàn này. Đấy. Đây, túi hai bên có nắp. Con này thì nó sẽ cho bác nào tầm size L hoặc là XL cho em nhé. L, XL. À. Con này nó hơi bẩn bên trong rồi. Em sale rẻ cho anh em. 450, mã D60. Vai 49, bụng 50, dài 77. Dài tay 62, D60. 450 cho em nhé. 450 da bò đấy anh em nhé. Da bò. Mã tiếp theo này. Bên nhà mình một con da kiều mềm. Cũng này da mềm thế. Con này Air Speed, con này hiệu VIP luôn này anh em này. Đây, một trong những hiệu nó chuyên làm áo da nhé. Chuyên làm áo da. Bên trong của nó là lót gió nhé. Con này mềm lắm, con này da mềm cực kỳ luôn. Đây, khóa nó dập Air Speed này. Đấy. Xịn lắm.
Cái hiệu này là áo toàn tầm 7-8 triệu trở lên ấy. Đây, túi hai bên là cũng có nắp nhé. Túi hai bên có nắp nhà cho em này. Trên này hai túi khoảng kéo đấy. Đây, cổ nó sẽ là kiểu cổ len. Đấy, anh em có thể mặc kiểu bẻ ra được. Da này mềm ấy, mềm cực kỳ luôn. Trong có một túi cúc bấm nhá. Đây, tem đây. Con này hàng cũng hàng làm bên Đức cơ, bên Đức. Đây, mã vạch biết này. Đây. Đấy. Những cái con như này ấy, thì là anh em mình chỉ có, ví dụ nếu mà mua thì hiện tại chỉ có order hàng sách tay bên nước ngoài về ấy. Chứ mua ở thị trường, các thị trường khác nó sẽ không có. Đấy. Nên là nhiều con em tìm hiểu nhiều con là nó không ghi Made in đâu đâu, tại vì là nó chỉ sản xuất tại nước bản địa thôi. Đấy, những cái hãng này với cả hãng Gipsy ấy, anh em lên mạng tìm hiểu nó chỉ bán ở khu vực đất nước nó thôi. Nên là anh em mua thì chỉ có mua hàng sách tay về thôi. Đấy, mua áo mới thì mua hàng sách tay về đó. Con này cho bác nào dưới 1m65 cho em nhé. Dưới 1m65, size tầm size M. Size tầm size M, da mềm lắm. Tay bo này. Mã D61 nhé, D61. Vai 43, bụng 49, dài 62. Dài tay là 63, D61. Con này cũng 1,2 triệu cho em nhé. 1,2 triệu. Con này mặc thoải mái lắm, anh em mặc như mặc áo gió luôn. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con Gipsy. Đây, vừa nói hiệu đấy luôn, đây này. Em nhìn các cái chi tiết của nó nhé. Đây, những cái con hiệu này, xịn này, này. Cúc này, dập hiệu Gipsy nhé. Toàn bộ cúc nó đều dập như vậy hết. Đấy, khóa thì nó có một cái tay cầm da, da thật luôn. Bên trong đây, Gipsy này. Đây, hiệu này nhá, cái hiệu này anh em cũng thế. Chỉ có mua order sách tay bên nước ngoài về thôi. Và bây giờ nó cũng đang bán trực tiếp. Giá sẽ dao động từ 5 đến 10 triệu một con. Hàng order bên nước ngoài về. Này, họa tiết nhá. Dạ. Lót của nó bằng vải. Vải. Đấy, tay con này nó sẽ kiểu tay suông nhé. Tay suông này. Có trần vai David cho em này. Trông rất khỏe khoắn luôn. Đấy, con này kiểu dáng rất là trẻ trung này. Túi kép nhé, túi này. Túi này, đấy. Túi này, đấy. Đây cũng túi kép luôn này. Rất nhiều túi nhé. Trong nó cũng có một túi, hai túi, ba túi cho em nhé. Còn cả cúc dự phòng đây, cái bộ cúc dự phòng còn nguyên này. Đây này. Túi bên này này, đây. Đấy, em nhìn quả tem này. Đấy, nhìn quả tem này. Đây. Đây, cũng Germany nhá. Germany Đức nhá. Đấy. Đây. Tem châu Âu nhá. Đấy, nó không hề ghi Made in ở đâu cả. Tại vì nó sản xuất ở nước bản địa của nó. Đây. Đấy. Con này cũng làm hàng ở bên Đức luôn. Nếu mà mua hàng mới thì chỉ có order bên nước ngoài thôi. Mấy hiệu này nó người ta nhận dịch vụ order nhiều lắm. Đây. Con này cho bác là tầm size L hoặc là XL cho em nhé. Áo màu đen, da mềm lắm. Đây, da kiều mềm. Đây. Con này là mã D62 nhé. D62. Vai 50, bụng 54, dài 70. Dài tay 67, D62. Con này cũng 1,2 triệu cho em nhé. 1,2 triệu. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con lại ra kiểu mềm này. Paco Rabanne. Đây. Này cũng một con hiệu tương đối xịn này anh em này. Đấy. Đây này anh em nhìn cái cúc này của nó nhá. Nó dập bé tí luôn. Dập chữ Racon Rabanne này. Bé tí, bên trong là lót gió nhá. Lót gió này. Con này nó sẽ làm cái đường diễu nhá. Đường diễu. Đây. Đường diễu màu trắng nhá. Đường diễu màu trắng. Đây. Cho anh em cảm giác trông nó cao lên. Đấy. Bên trong nó sẽ có một túi này cho em nhé. Túi này túi khoảng kéo. Tem đấy, con này hàng Hàn Quốc, size trên áo nó size 95. Tem Hàn này. Tem Hàn nhé, size trên áo nó size 95. Đây, cái khóa này nó dập này, Raco Rapane này. Dập bé tí luôn anh em ạ. Dập bé tí luôn, thế mới đẳng cấp. Thế mới đẳng cấp. Đây, con này cho bác nào chuẩn size M cho em nhé. Chuẩn size M cho em này. Cao tầm 1m6. Con này bác nào tầm 1m68 đổ lại. Cân nặng thì cho em từ dưới 60 cân. Bên trong có một túi nhá, một túi khóa kéo thôi. Ngoài là hai túi khóa kéo. Đấy, toàn bộ khóa nó đều dập hiệu như thế. Rất đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy. Size M nhá, size M cho em. Size M. Size M cho em nhé. Mã D62, D63. Vai 43, bụng 53, dài 65.
tay dài 58, chuẩn mờ cho em. Con này 1 triệu ạ, 1 triệu cho em. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con cổ trụ nhé. Cổ trụ này, cổ trụ này, đây, con này cũng dập hiệu này. Jack Ni Lau, hiệu con gấu. Bên trong lót gió nhé, con này nhẹ nhàng lắm. Cổ trụ nhẹ nhàng, dáng cơ bản, dễ mặc cho anh em này. Chuẩn mờ cho em nhé, chuẩn size mờ này. Đây, có một túi đây thôi, túi hai bên túi thường. Chuẩn size mờ cho em nhé. Đấy, cho anh em con này thì tầm dưới 1m, tầm 1m65 đổ lại. Cân nặng dưới 60 cân. Trong nó sẽ có một túi như này thôi. Một túi này thôi nhé, con này tem Hàn, size 100, tầm size mờ thôi. Đây, tay là khóa kéo này. Đấy, tay khóa kéo. Da này là da bò cho em nhé, da bò. Mềm lắm, nhẹ nhàng cho em nhé, mềm nhẹ nhàng. Con này là mã D64, vai 43, bụng 48, dài 64, dài tay 61 nhé. 1 triệu cho em nhé, 1 triệu ạ. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con màu con này in Korea này, con này màu xám xi măng cho em nhé. Màu độc luôn này, màu xám xi măng này. Da kiều mềm nhé, này da mềm lắm. Cũng kiểu dáng cơ bản nhé, bên trong lót gió này. Bên trong là lót gió cho em. Hàng của Hàn Quốc. Túi hai bên này. Đấy, cái này cũng túi này. Đấy, đây túi này. À đây khóa kéo này. Khóa đồng hết nhé. Túi này. Con này cũng size M cho em nhé. Dưới 1m65 cho em. Dưới 1m65 cân. Trong này nó một túi này. Tem của Hàn Quốc nhé. Con này ở bên Korea rồi. Mới tinh nhé. Đây, da kiều rất mềm luôn, màu xám xi măng. Mặc anh em không bao giờ lo đụng hàng. Mã D65 nhé. Vai 42, bụng 50, dài 64, dài tay 62. Con này cũng 1 triệu cho em nhé. Này cũng 1 triệu cho em ạ. Da rất ngon lành hết anh em nhé. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con cổ trụ này. Con này thì size bé hơn, con này thì tầm size S thôi. Bên trong là lót gió nhé. Trong lót gió cho em này. Trong là lót gió này. Này, con này da bò, con này da nó dày hơn, tay này. Em thì mặc size S, size M mặc được hết. Đây, con này cho bác nào size S này. S này, con này tầm dưới 55 cân, dưới 55 cân nhé, dưới 1m65. Túi này. Trong nó cũng một túi, hai túi nhé, trong có hai túi, tem Nhật cho em nhé. Đây, cũng dáng cơ bản thôi, dễ mặc. Trong lót gió nhẹ nhàng, mã D66, vai 40, bụng 51, dài 65, dài tay 63. Đấy, mờ gầy hoặc rẽ cho em, con này là 1 triệu nốt ạ, D66 1 triệu cho em nhé. Mã D67 này, lên nhà mình một con măng tô da nhé, măng tô này. Đây, bên trong cũng lót gió nhẹ nhàng cho em. Con này hàng của Mỹ nhé, Mirage Mỹ, size L cho em nhé. Size trên áo là size L, Mirage Mỹ, USA. Đây, Mirage USA cho em nhé. Măng tô anh em ạ, măng tô. Đây, con này là một con da bò nhé, da bò này. Đó. Nó size L thôi nhưng mà tay nó làm thì nó cũng gọi là không phải là dài lắm ấy. Cái con này thì cho bác nào chiều cao cho em tầm 1m65 đến tầm 1m70 nhé. 1m65, 1m70. Con này thì nó sẽ làm 3 cúc. Đây, dáng vét làm 3 cúc nhảy cho em này. Đấy, 3 cúc nhảy cho em. Dáng suông. Túi nắp như này. Dáng suông này cho em nhé. Vét ra. Trong nó sẽ làm một túi nhé. Một túi này cho em thôi. Đấy, một túi có cúc dự phòng nhé. Đây cúc dự phòng này. Đấy, trong lót gió nhẹ nhàng hàng Mỹ. Tem thì con này tem Nhật. Đây, tem Nhật cho em nhé. Mã D67 ạ. Vai 46, bụng 53, dài 74, dài tay 59 cho em nhé. Dài tay 59 này. Đấy, con này 600 nhé. D67. D68 lên nhà mình một con áo cổ bẻ của nữ nhé. Cổ bẻ của nữ này. Con này hàng made in Korea, size nó size M.
Đây con này hiệu này, tên ghi chữ Pháp này, size M của nữ nhá. Hàng của Hàn Quốc thôi, tem Hàn này, mới tinh nhá. Da mềm lắm em ạ, con này da kiều mềm nhá, mềm cực kỳ luôn. Đây. Mã D68 nhá, D68 cho em này. Vai 37, bụng 40, dài áo là 67, dài tay 58. D68 con này cũng 300 cho em. D69 này, lên nhà mình một con cổ trụ nhá. Cổ trụ ở dưới nó sẽ có bo. Nó sẽ có bo nhá. Size trên áo là size L này, size trên áo là size L. Bên trong thì nó sẽ trần bông nhá, bên trong nó sẽ có gió trần lót này lót. Nó gió lụa, tay xỉ tay suông nhá, tay dáng tay suông này cho em này. Đấy, size trên áo là size L. Trong một túi, hai túi, ba túi khóa kéo nhá. Túi này khóa kéo đó, tem đây. Size trên áo là size L. Đây là món da trâu. Da trâu size L cho em nhá. Mềm lắm. Cổ trụ em nhé, cổ trụ đây. À, cho bạn nào chuẩn L cho em nhé, chuẩn size L cho em. Đây, tem gì đây. Túi hai bên là túi thường cho em nhé, túi hai bên túi thường da trâu nhé, em muốn da trâu. Trâu, có tem gì đây. Vai 47, bụng 57, dài 63 nhé, dài tay 61, D69. Con này 1 triệu ạ, D69. D69 cổ trụ cho em nhé, da trâu. Tiếp theo này, D70 lên nhà mình một con bomber da, da con này da simili thôi. Con này da bị rách mất rồi. Con này nãy nhìn mới thế mà rách một cái da. Con này thì để tặng nhá. Con này thì thực sự là da nó, con này là áo nó chưa sử dụng đâu. Đây này. Mà do để ở trong kiện ấy, chắc nó bị ép mà các cái con áo khác nó bị rách mất cái đoạn này. Đây này. Đấy. Mã này em để tặng nhá, tặng cho nhà mình da tay là da tay simili đây. Đấy, áo nó cũng chưa sử dụng đâu, mới đen đẹp nhiều mới. Mã D70 nhá, vai 51, bụng 55, dài 64, dài tay 55 nhá, tặng cho mã nào có đơn nhá. Áo mang tô dạ, tay ra, đây đằng sau đòn thêu này. Con này chưa sử dụng đâu, mà nó hơi tí. Tiếp theo này, lên nhà mình một con này em thấy đẹp quá, nó hơi bẩn một tí thôi. Con này em cũng bàn giá kỷ niệm thôi, đằng trước là thêu, toàn bộ thêu hết nhá, thêu hết này. Của nó là da bò thật, nó phối da bò thật. Cái đoạn này nó là thêu, thêu hết cho em nhé. Thêu đẹp không em, thêu thổ dân này. Đấy, con này là kiểu áo kỷ niệm hay như nào ấy. Trông nó xịn lắm. Trong của nó là lót gió nhá, trong lót gió này, cái đoạn trên này nó hơi rách một tí đây này. Lót của nó hơi xước một tẹo rồi. Made in Japan nhé, con này là thiếp cái gì đây. 1985 này, đây này, mã này như kiểu áo cấp phát ấy, đây này. Chả biết có phải không. Cái da của nó hơi bị bẩn thôi, da thật nó không lỗ rách gì đâu. Một cái là nó hơi bẩn tí đó. Con này thì anh em mang ra tiệm mà xử lý giặt cho em nhé. Con này nó sẽ cho bác nào tầm size M hoặc size S. Chiều cao thì dưới 1m63 cho em. Đấy, em 1m65 con này mặc hơi ngắn. Đấy. Con này mã cuối cùng rồi, mã D71 nhé. Vai 49, bụng 57, dài 58, dài tay là 50. Đấy, nó dáng bomber nó sẽ mặc trễ xuống, nó dài 58 thôi nhưng mà thực tế áo nó sẽ tầm khoảng độ, nếu anh em mặc trễ xuống nó sẽ tầm khoảng độ 60-62 gì đấy nhá. Bác nào dưới 1m62-63 thì đấy, mặc xem là vừa nhá. Này 200 giá này thì thực ra là em bán gọi là lấy tiền ship mà. Mã D71 nhá, 200 thôi ạ, bao ship. Vai 49, bụng 57, dài 58, dài 58. Rồi ok nhá, vậy Nam Dương đã lên hết khoảng 40 mã áo da trong video hôm nay nhá. Rất cảm ơn các anh chú bác mình đã chú quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi trưa ngày mai nhé. Bye bye.